Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhân giới thiệu cho cả nhà một trường hợp là cắt mí dưới lấy da dư với túi mỡ. Thì đây là vừa tiến hành xong. Thì cái phẫu thuật cắt mí dưới á, thì nếu như mà không có da dư á, chỉ có túi mỡ không, thì đi bằng cái kỹ thuật nồi soi vô bên trong thì mình lấy vào trong kết mạc luôn, mình không cần phải cắt da rạch da chứ trơn á. Nhưng mà nếu như mình muốn lấy được cái phần da dư cái nữa kèm theo túi mỡ nữa thì mình phải cắt bỏ cái phần một cái phần da dư sau khi mình đã đo đạc xong, lấy túi mỡ xong á, thì để cho khi mình cười nó sẽ đỡ nhăn hơn, có phần da nó đỡ trùng hơn, mình nhìn nó phẳng nó đẹp hơn. Thì có một điều mà nhân muốn chia sẻ ở đây là cái đường cắt của mí dưới ở đây á, thì nhân đi rất là sát cái hàng lông mi này đó, rất là sát cái hàng của lông mi. Có thể cho mấy quay gần gần thì có thể thấy rõ hơn đây này đó, nó sát cái hàng của lông mi này đó, cho nên cái đường này nó giấu dưới chân của cái hàng lông mi dưới luôn đó. Cho nên cái này tầm khi mà bấm chỉ xong khoảng 2-3 hôm là những cái dấu và những mờ hẳn mà không phát hiện luôn, thậm chí bây giờ có chỉ mình nhìn xa xa vẫn khó thấy này đó. Còn nếu như mình đi xa dưới này á thì kỹ thuật cũng dễ hơn, ví dụ mình đi dưới này là một đoạn này thì kỹ thuật cũng dễ hơn, cắt da cũng dễ hơn, làm nhanh hơn, tại vì đi đây nhưng khi cắt da là vẫn vén từng cái lông mi lên để mình đi cái da phía dưới đó. Cho nên các cái phần lông mi vẫn còn này, vẫn còn này đó, phần lông mi vẫn còn, không có cắt đi này. Đương nhiên cắt đi thì nó cũng mọc lại thôi, nhưng mà mình bảo tồn này cái phần lông mi này. Rồi xong cái phần mà phần cái này là mình đi sát luôn, còn nếu mình đi dưới này thì rất là dễ đó. Nhưng mà đi dưới này sau này để làm cái dấu thời gian rất là lâu, thậm chí một số người là không mờ luôn, khi nhìn là thấy cái dấu này luôn. Thì đặc điểm đây là đi sát để che luôn. Và đây sau khi mổ xong thì cũng có trường hợp tím được không, trường hợp này thì khách này thì có một chút tím nhỏ nhỏ ở góc trong này thôi, tím tí xíu khi mình tiêm thuốc tê ấy, hơi tím tí xíu ở đây thôi, còn cơ bản thì nó phẳng hết ha, cơ bản phẳng đẹp rồi đó. Thì thời gian mổ thì cái này mà nếu như mà không tính thời gian chuẩn bị các thứ mổ không thì nó là tầm khoảng cỡ 45 phút cho các da dư lấy mỡ căn chỉnh hai bên với khâu thẩm mỹ đó. Nãy giờ nằm thì có khó chịu chi không không em? Bình thường ha. Có đau chi nhiều không? Dạ không. Chắc lúc tê có hơi chút chút thôi đúng không? Dạ, nói chung. Đó thì làm xong cái này thì thông thường 5 ngày thì rút cái chỉ này ra rồi. Có một số người thì hỏi vì sao lại không may chỉ tiêu luôn. Thì chỉ tiêu thì may cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ tiêu khi mình may á, mình may chỉ tiêu á, thì cái chỉ mà để cho nó tiêu nhanh nhất á, là cũng tính bằng tháng, chứ không thể tính bằng tuần được. Cho nên mình cứ để cái chỉ đó nằm trên cái khuôn mặt của mình, chờ khi nó tiêu thì rất là lâu, để lại những cái dấu chỉ và nó không bất tiện. Cho nên đa số là mình sẽ may mà mình rút cái chỉ này đi thôi. Đây không phải dùng kỹ thuật khâu vắt liên tục nên khi mình rút nó cũng nhanh chứ không có lâu đó. Và 5 ngày mình rút ra là xong rồi, nên nó cũng quy trình cũng nhanh gọn đơn giản. Với những cái công nghệ máy móc hiện đại hỗ trợ bây giờ thì còn với cái kỹ thuật mình làm ok nữa thì cái quá trình hồi phục cũng rất là nhanh. Rồi ok, chắc đến giờ trưa cùng một giờ mấy. Rồi, có giờ trưa rồi. Rồi, xin chào cả nhà ha. Gặp cả nhà lần sau nhé.